Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì các thí sinh của chúng ta đang chuẩn bị bước lên trên sân khấu. Và không biết là hiện tại thì cái không khí ở trong phòng hóa trang sẽ như thế nào. Bây giờ quý vị hãy cùng đi theo Long Chun và chúng ta cùng khám phá hậu trường của gương mặt thân quen phiên bản song ca 2022 nhé. Ngay khi bước vào cửa, chúng ta đã bắt gặp được một mỹ nhân với một sắc áo vô cùng phải gọi là xanh ra trời. Vâng ạ, và nhiều hột như thế này thì... Hello, ai đây nhỉ? My name is Long Chun, and you? Eva Kadi. From Indonesia. Wow, hôm nay thì Eva Kadi mặc một bộ váy rất là xanh da trời và phải quấn lên hơi cao nha. Đi sợ là dẫm váy té không? Mà biết tiếng Việt lúc nào hay ha? Mới học. Ok, ngày hôm nay thì cái người xuất hiện cùng bạn sẽ là ai? Đang trường phiên bản 2022 hay là phiên bản hồi đầu anh ấy còn để gửi quyền vở. Quyền vở, ok, thì tôi sẽ phải đi tìm ngay đang trường bây giờ để cùng xem là bạn ấy hóa thân như thế nào. Xin chào anh Nam Phong. À quên, chú định nói xin chào anh đang trường. Xin lỗi con. MC đấy, quý vị nhá. MC nói một câu thỉnh thoảng cứ bị lộn hết cả lời này ra lời. Anh đang trường thôi, hôm nay anh đang trường là mặc cái đồ là xì tin. Rất là xì tin luôn, trong em nhớ cái khoảng thời gian mà rất là lâu rồi. Mình hay ngày nào cũng mua đi xem show của anh, rồi mua đĩa của anh. Anh ạ. Cảm ơn em rất nhiều luôn, rất là nhanh luôn. Và bây giờ mình quay trở lại hàng Nam Phong nhá. Con có xì tin không? Có chứ đúng không? Chưa vòng nào mà chị thấy là Nam Phong nhá không hóa thân một cách rất là nhiệt tình, rất là mãnh liệt vào nhân vật của mình. Thì tuần này thì huấn luyện viên của con có chỉ cho con là tip như nào? Có, huấn luyện của mình có chỉ cho con là về giọng hát, con mắc trội hơn về giọng hát hay là về phong cách biểu diễn? Đó là cũng giống nhau, là phong cách biểu diễn nó dễ dàng hơn. Thế thì chú tặng con nhé, chú tặng cho con một cái tip là như này nhá. Ví dụ như cái phong cách biểu diễn của chú đang trường mà có điều gì đặc biệt thì con phải làm mạnh hơn một tí so với chú lên trường. Có nghĩa là con đừng có thả cái áp phê nhẹ như thế. Ví dụ cái signature mà con bây giờ con nhớ nhất chú lên trường là ví dụ là nhà con nhớ không? Chú hay cười. Hay cười. Đó, thế thì con phải nhớ con tập cười trước gương này. Đó, xong rồi cứ 1-2 nhịp là con lại cười y thế mà con làm nhiều lần mà. Tô đậm nó mà. Đó là chắc chắn là các cô chú, cô Hà Minh Di này, chú Đại Nghĩa này thì sẽ thấy là mình đã tập cái đấy rất là nhiều. Ăn điểm, con hiểu không? Ôi, Nam Phong là một bé rất là đẹp trai và hóa thân vào nhân vật nào là nhìn bề ngoài một cái là mình đã thấy là rất là giống rất nhiều phần trăm rồi. Chúc con may mắn, chúc con thành công nha. Chúc anh Bo ngày hôm nay thực sự tỏa sáng nha. Nhìn xa cứ tưởng Kim Thành, nhìn gần thì mình cũng chưa đoán được là ai các bạn ạ. Đấy, bây giờ vào đây Lại la ai mà mắt hôm nay là hơi đỏ này, là mình mất ngủ hay là tại vì mình thức khuya dậy sớm tập bài quá mà mắt mình nó đỏ đến như này nào? Lo lắng quá nên là mắt đỏ au ra, nhìn ai thương cảm lắm cơ, tội nghiệp quá. Nhìn mặt là biết à, nhìn mặt anh đang dây đàn là biết liền à. Làm gì có ai ngồi trong phòng hóa trang mà tâm lý thảnh thơi được đâu. Kim Thành hôm nay bạn hóa thân thành ai này? Mọi người ơi, Kim Thành hóa thân thành chị Hương Giang Idol đó mọi người. Mọi người có thấy giống không? Thế mà từ nãy giờ không thấy hỏi Long Chun một câu nào tư vấn. Bạn có biết là Long Chun là một cái người mà lên mạng đi show là chuyên lôi chị Hương Giang ra để làm cho cười không? Để xin lỗi chị Giang, chị Giang có xem được video này nha chị Giang. Nói vài câu chị Giang xem nào. Thật sự là không có muốn bắt chết chị Giang. Trời ơi, nhưng mà, chết rồi. Nhưng mà quá là thật sự là để mà phải thể hiện này không một là một điều đơn giản thế nào. Nhưng bây giờ đang giúp đỡ chương trình, giúp đỡ ekip đi nhá. Làm cho là tốt vào ngay rồi chị Giang truyền động lực cho nhá. Em phải tỏa sáng cho đêm nay, em phải là best ever trong đêm nay. Em hiểu chưa? Hiểu nhá. Quá trời. Em là tí nữa là giao lưu với chị ở trên sân khấu nhá. Và giữ cái giọng Hương Giang đấy, hiểu chưa nào? Đó như nào đấy? Thế nhìn cái giọng bình xuống nào. Con gái làm gì có cái giống tôi mà. Bruh. Chào con. Anh Hồng, Anh ơi,
nay thì Khả Hân hóa, chú được biết là con hóa trang thành cố ca sĩ Phi Nhung đúng không? Ừ, con đang có cảm giác như thế nào? Hôm nay nó cảm giác tràn trề năng lượng. Tràn trề năng lượng đúng không? Hơi ngứa mũi xíu. Hơi ngứa mũi sao? Ngứa mũi vẽ gì không mũi hả con? À. Con mới đi thăm mấy vị về. Đúng rồi, chiếc mũi của cô Phi Nhung á là cao lắm á, cho nên là mình phải đắp thêm bột vào mũi thì mũi mình hơi bị cà lạt tẹt một tí đúng không con? Mới sửa mũi xong hả? Mới sửa xong mà đã rất là hân hoan để mà bước lên sân khấu là một cái tinh thần rất là đáng khen luôn đấy con này. Nhá. Không cần phải mở miệng to, con cứ mở hờ thôi con ạ nhá. Mở to nó rơi khúc bột, hiểu không con? Nha, mở to mình rơi khúc bột xuống nó kì. Đấy, mình cứ mở nhỏ thôi. Rồi xin lỗi con, rơi bột của con. Không mất công con ở lên tí lên sân khấu, con lại mách là tại chú Long Chun mà con rơi cái bột ra con nhá. Thôi, chú mà cũng không làm, con lỡ làm con cũng đổ cho chú nữa. Không làm đổi chú hả? Thôi, sống thật tình quá con ha, sống nhân đạo vô cùng đấy con ạ. Nói chung là ngày hôm nay thì chúc cho là bé Khả Hân này sẽ hóa thân vào cô Phi Nhung thật là tuyệt vời nhá. Thật là năng lượng này và thật là cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc nha con. Giang à, phải là Giang à. Đây bây giờ thì bé Gia Như sẽ gửi lời chào đến quý vị bằng giọng ca sĩ Hương Giang nha. Giang xin chào tất cả quý vị em ra. Hôm nay thì Giang cũng rất là bận rộn đấy, nhưng mà Giang vẫn là dành một cái thời gian để mà đến đây để mà làm sao mà truyền cho các bé cái năng lượng. Thế thì những cái phần thi của Giang như thế nào thì mong là mọi người tí nữa sẽ ủng hộ cho Giang Như. Giang Như hôm nay là hóa thân thành Giang là rất là vất vả. Cảm ơn mọi người nhé, Giang yêu mọi người lắm. Love you, I love you. Trời ơi, tuyệt vời chứ quý vị. Nó phải gọi là một cái đẳng cấp nó thua chùa luôn quý vị. Không có một ngòi bút nào để tả được. Thôi bây giờ Giang ơi, Giang quay lại vào nhá. Giang quay vào, Giang làm tiếp nhé. Giang đắp trên, đắp dưới, đắp gì thì đắp nhé Giang nhá. Sao đừng đắp chăn thôi ha, đắp chăn này là lạnh đó. Là nóng đó nha. Ok, như vậy nhảy là chúng ta lên nhảy to lên ạ. Móc nữa, móc phốt của tôi trong gương mặt thân quen 2020 nữa. Hay là tóc cơ. Hôm nay Phạm Lịch là mình làm ai đây nào? Năm nay thì Phạm Lịch sẽ làm không có dễ thương nha. Đừng tưởng là như thế ấy. Không nha. Mình đừng cố dễ thương nha. Thưa quý vị, ngày hôm nay đây là huấn luyện viên của bé Khả. Vâng. Lưu. Mọi người đang dẫn số thứ tư rồi mà tên các con quá đẹp, tên nào đẹp nên là cứ bị nhớ lộn linh tinh lên. Khả Hân. Khả Hân nha. Và chị đội phượng vũ hôm nay thì cũng hóa thân thành cố nghệ sĩ Phi Nhung. Không ạ. À thế à? Đâu biết đâu. Thế tôi chưa tấn được Phi Nhung, tưởng Phi Nhung thôi. Xin lỗi. Phi Nhung là song ca đúng không? Chị Như Quỳnh thì nói chuyện cũng nhẹ nhỏ nhẹ lắm nhỉ, đúng nhỉ? Khó không khó? Tuần trước làm thông minh là em mê lắm. Từ đấy lại. Không, Vinh Nam. Thế hả? Ủa, vẫn lỗi luôn nhỉ? Tuần trước là quá mê thông minh luôn thực sự. Ngày xưa xem chị Phượng Vũ nhiều nhưng mà chưa bao giờ ấn tượng đến mức độ mê Thu Minh như là cái tập trước. Cho nên tập này thì chị Như Quỳnh em nghĩ là không phải quá khó với chị. Ơi, có chứ em. Khó hả? À, thực ra chị Thu Minh thì sao tính cách sắc nét và rất là kiểu như là chị cũng kiểu rất là cá tính á. Nhưng mà chị Như Quỳnh thì lại nữ tính dịu dàng. Nhẹ nhàng. Nói điệu điệu nhẹ nhàng, không phải hay kiểu làm nũng này kia đó đúng không? Nữ tính nhẹ nhàng nên là nó cũng là một bài toán khó đối với chị. Mình chỉ hát bài gì? À, giấc mơ cánh cò. Giấc mơ cánh cò của bài hát không phải dễ nha. Bài hát. Hai cô trả tập vất vả không nào? Cũng khá là vất vả đấy. Nhưng mà em thấy học trò chị tự tin lắm, mặt chị tự tin thôi nhưng mà học trò chị cực tự tin nhé, 4 vòng nhé, chưa một vòng nào rơi sự tự tin ra ngoài. Thì nói chung là thật ra so với lại về giọng hát thì các team khác rất là mạnh. Cho nên là team Phượng Vũ cũng xác định rằng là mình sẽ lấy cái sự dễ thương ra để điểm mạnh, đúng rồi, thế mạnh của mình là cái sự hài hước dễ thương đi. Bởi vì bé cũng nhỏ,
phải gì nó phải mê tín quý vị ạ. Mà thực sự là mỗi lần mà chị Phương Vũ dắt bé lên sân khấu á, là kiểu gì nói chiêu trò hơi bị nặng, nhưng mà có rất là nhiều cái thứ hay để cho chúng ta phải đón chờ. Chúc chị ngày hôm nay sẽ có một màn biểu diễn tuyệt vời. Cảm ơn em. Chắc chắn là sẽ tuyệt vời luôn. Cảm ơn rất em. Rất thích tình Phương Vũ nha mọi người. Chào chú Lâm Chú. Chị Luân. Annyeonghaseyo. Otteokke arasso. Otteokke. Amma. Nalge. Arasso. Trời ơi. Đứa sung này đã quên tiếng Hàn. Cái gì mà đi sung mà tay gì trời. Đúng là đứa sung này đã quên tiếng Hàn rồi nha. Mà quên tiếng Hàn rồi. Khi mà mình nó có quen tiếng Hàn rồi thì đấy mà quay lại cái tiếng Việt thì mình nó bị khó lắm, nên là mình phải luyện tập dần thôi. Đúng rồi đó. Ồ, mọi người thấy không? Tóc tai này chưa bao giờ một phần nào mà team của Sĩ Luân làm cho Long Trường thất vọng, rất là bình. Mọi người thấy không? Hóa trang này thì tóc tai quần áo nhìn một cái là đã được ra 50-70% nhân vật rồi, còn lại là do chúng ta phải giọng hát này, kỹ thuật biểu diễn là trên sân khấu này. Thì tuần này con có tập nhiều không con? Con đâu có biết tiếng. Mà khổ nỗi quý vị biết không, ca sĩ thì là ca sĩ Hàn Quốc nhưng mà hát tiếng Nhật lắm rồi. Đây. Vâng, tiếng Nhật đấy ạ. Tiếng Nhật à? Vâng, em tiếng Nhật. Nó có dễ như cái bài này là bài hát thích gì nè. À, đi gì thì đi đồ. Giống bài đấy không anh? Không, khác nha. Đó là bài Doraemon đúng không? Doraemon, quá đơn giản. Bài này Doraemon. Doraemon. Là The Sung đến từ Big Bang. Là hát vừa phải đen mê vừa sung. Vừa hít mắt, vừa cười toát mồm. Vừa toát mồm là mặt em thấy là mặt The Sung trong cái bài này nó biểu cảm vô cùng đậm. Vâng, mà là chúng mình phát học 1, 2 và 3. Đó, thấy cái miệng há là thấy đê sung trong đó rồi đó. Nhưng mà mới được được chữ đê thôi nha. Tí lên sân khấu là sung là chữ sung. Là mình có chữ đê sung. Không biết điều gì rồi. Tóc tai bây giờ là đã sẵn sàng hết rồi. Chờ mà lên sân khấu thôi quý vị. Rồi, cảm ơn hai chú cháu. Chúc là hai người sẽ có một cái màn sung, đê sung, phải đây sung. Nhiều điểm. Nhiều điểm. Đầy đủ, kiểu. Thế ta là phải 11, 12 điểm. 10 điểm, 10 điểm. Không, 10 điểm, 12 điểm. 12 điểm, 10 điểm, 12 điểm. Thứ 3 mất rồi. Nhiều điểm lại. 1, 2, 3. 12 điểm. 12, 15. Ui, giơ một tay. Giơ chân. Còn quá. Còn quá, còn rồi. Cũng làm gì đâu con mà. Bộ nghiệp nhỏ. Rồi, nhập nào. Bây giờ quý vị vào đây, hôm nay thì đội của Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc có một khách mời vô cùng đặc biệt. Khách mời đó chính là diễn viên, nghệ sĩ Lưu Minh Phục. Tiêu Minh Phục nha mọi người. Mọi người nhìn đây thôi, nhìn mặt đàn ông vậy thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Biến hóa hoàn hảo đi. Biến hóa hoàn hảo. Nhân vật là một trong ba con mèo. Nào kêu thử tiếng mèo. Mèo. Ồ, mèo 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 nha. Ghê nha, cái đó ghê nha. Cái đó ghê nha. Ghê đó. Đó thì quý vị cùng xem là hôm nay Tiêu Minh Phục đem đến điều gì trong đội Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc nha. Con ơi, mình chỉ dám uống sữa thôi à? Nhân vật năm hôm nay của con là nhân vật nào đấy? À, Elsa, mà Elsa là đúng là trên hoạt hình là chú thấy có một cái vòng eo rất là nhỏ luôn. Nên là không dám ăn cơm nhưng ăn cơm uống sữa không? À, cô uống sữa không vợ hả con? Đấy, rất là đầu tư cho nhân vật, chú thấy không? Có nghĩa là nhịn ăn cơm mà bị ợ thì nghe cũng hơi lạ, chú mới nghe lần đầu luôn ạ. Nhưng mà không có vấn đề gì cả nhá. Ăn. Mà tình hình là Elsa là chị đúng không? Anna là em nha. Em dạo này hơi phát triển nha. Còn chị là bị hơi kém hơn nha. Nên chị người keo lại nha. Thực sự là đã qua rất là nhiều những vòng thi xuất sắc mà chưa. Như là tập trước là giám khảo Đại Nghĩa có nhận xét con là chưa vòng nào con làm cho Đại Nghĩa thất vọng đúng không? Cái vòng này con có tự tin không? Con có tự tin là đem lại một cái dự gọi là sung sướng, vui vẻ, tuyệt đối cho chị không? Chắc chắn là ủa? Thì chắc chắn là khó chứ. Em Elsa thì con chỉ cần làm giọng thích mặc là không? Giọng Elsa cũng đỉnh lắm nha mọi người. Berica! Berica! Không, cái đây không có đỉnh. Ở nó kỳ ha. Nó kỳ quá. Ôi, chúc cho Elsa và Anna nhé. Hai chị em lên hôm nay nhé, đóng băng nguyên cái sân khấu của chúng. Full, mà đóng băng mà để cho mọi người tan chảy trong sự phá lạnh của chúng ta. Đúng không? Tan chảy. Nghe hơi vô lý nhưng rất thuyết phục con cứ tin. Còn trong cuộc sống với những điều chúng ta cứ tin là nó sẽ tới con ạ. Nhiều hơn nhé. Và quý vị thân mến, chắc là chúng ta dạo hậu trường là cũng đủ cái phần còn lại á.
thì chúng ta để dành để chúng ta đón xem chương trình Gương Mặt Thân Quen được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 quý vị nhé. Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Quý vị hãy cùng đón xem và nhớ tôi là Lâm Chun, MC của chương trình. Bye bye.